Chồng ở nhà, vợ đi sông bên ấy à, kiểm tra y hồi lạ lạ thông thổ mồi không kiếm được lúc ha lúc quay à về thấy nhện trắng hà tơ mãi ha mãi năm nè bắt nhện có nào hàng trời sập tối hoa xe sông bên ấy à cột lại hồi chồng ở nhà thì mong con thì khóc hết na hết rõ rồi lại đứng mà trông gái à gái lắm con chưa ở hết có lòng hà chồng còn say đắm về đường sông bên ấy à Huế Nguyệt y